Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Cúi lại đấng Tam Giới Tôn, quy mạng cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rộng thọ trì sám văn hiện đạo. Trên đền bốn ân nặng dưới, cứu khổ Tam Đồ. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề. Hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thị dân giao lý, phần đã chết mà sống. Các việc tục người tôi đã chết, chết hẳn từ lúc trước nửa kia. Trên xác thân mọi việc trần mê, đã chết mất vào khuya đêm nọ. Hiện bây giờ tôi còn nhớ rõ, vào một đêm trăng tỏ trời trong. Không bóng người nào đứng chung quanh, chỉ trơ trọi một mình thơ thần. Bên cầu đa có chùa Tinh Tấn, đèn leo heo nhân nhận trước môn. Chừng như là có sức chiêu hồn, tự nhiên kéo lành chân bước đến. Bên cửa tự có đèn một nến, trong sân chùa sao sến nhiều cây. Mắt nhìn qua lòng nghĩ như vậy, trong chùa có Phật hay là chăng? Sự tưởng Phật nơi lòng có đằng, người mới đem cây đến trồng đây. Kẻ hữu tâm cây cũng duyên thay, mắt càng ngắm càng say tâm nào. Cảnh thanh tịnh biểu dương tánh đạo, khác cảnh đời quyên náo tranh đua. Ta ngẩn nhìn quanh khắp kiện chùa, vào hay chẳng lòng chưa quyết định. Nhìn phong cảnh nhìn chùa mãi miết, tự thấy lòng mến tiếc dường bao. Rồi tự nhiên chân rón bước vào, một sư cũ đón chào lễ phép. Ta cũng bắt cúi mình khép nép, rằng hôm nay chẳng biết tại sao. Trong não đầu lại bắt nhói đau, nơi phòng nổi ngồi lâu không được. Mới ra ngoài chân lần rảo bước, do duyên đâu khéo hút vào đây. Chớ tôi không phải ở xóm này, mà là ở cách đây mấy dặm. Sư rằng nếu thế là tốt lắm, nếu không duyên sao dẫm chốn này, xin mời ông tiễn bước vào đây. Trước lễ Phật sau vài câu chuyện, ta dâng lời bước vào Phật
điền. Lễ Phật xong rồi đến hậu đường, sư rằng người ở chốn tha phương đến đây diễn lễ thường rất ít, có lẽ ông sâu duyên Phật thích mới ngẫu nhiên lễ Phật chùa này, xin mời ông ngồi xuống nơi đây. Liền đồng tử bưng khai nước đến, sư rằng xin mời ông tử tiền, ta cảm ơn cầm chén nước lên. Sư cũng đồng tiếp nói theo liền, đạo nếu chẳng có duyên khó gặp. Chùa này kể từ ngày thiết lập, người như ông mới gặp đầu tiên, giữa đêm hôm đến viếng chùa chiền. Thật là một kỳ duyên hy hữu, xin mời ông đêm nay ở ngủ, để chuyện trò có đủ thị giờ, đây cũng là gió ở Phật cơ, khéo xuôi khiến người như ông đến. Tuy mới gặp nhưng lòng đã mến, người như ông cũng hiếm chùa này. Lần đầu tiên mới đến nơi đây, nghe sư cũ quá lời khen tặng. Ta thưa rằng tôi không dám nhận, tôi như bao người đến viếng chùa, chỉ khác hơn không đến buổi trưa, mà lại đến đêm khuya vắng vẻ. Bởi người tôi đang sầu lắm lẻ, khác nào như là kẻ điên cuồng. Thường đêm thường tâm não ưu buồn, mất ăn cũng mất luôn cả ngủ. Mỗi khi gặp phải cơn phong dụ, hoặc thấy nghe những sự bất lành, cõi lòng tôi như bị xé bánh, đêm mây suốt thâu canh không ngủ. Nỗi thương nhớ xa gần ấp ủ, sự âu lo bao phủ tim gan, rồi tự nhiên nước mắt cứ tràn, không còn cách nào ngăn nén được. Nếu nằm mãi gối chân đều ướt, và trong lòng bức rứt không an, nên thường hay rảo bước ra đàn, mượn phong cảnh để làm khuây khỏa. Suốt bao năm đều như thế cả, không ngày nào trong giả thấy vui, vẻ mặt luôn ẩn nét bụi ngồi, cười cũng chỉ gượng cười lây co. Chính hôm nay cũng như thế đó, lòng băn khoăn chuyện nọ chuyện kia, quên cả trời lạnh lẽo đêm khuya, cứ đi mãi đến kề am tử. Thế tạo khéo nhiều trò thách thử, làm cho người Phật tử chua cay. Trước khi tôi để bước vào đây, đứng lâu ở bên cây cầu đa, ngắm dòng nước thấy trong lòng già, chừng như là khuây khỏa ít nhiều, nước chảy luôn bất kể rách.